Bạo lực trong bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống nói chung cũng đều là hành vi xấu xí, cần bị loại bỏ. Và đối với môn thể thao vua, những chiếc thẻ đỏ chính là hình phạt cao nhất ngay tại trận đấu mà trọng tài dành cho những chiếc đầu đang bốc hỏa trên sân. Thế nhưng vẫn có những trường hợp các vị vua áo đen phải rút ra những tấm thẻ rất chi là rời ơi đất hỡi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại top thẻ đỏ khó hiểu và tấu hài nhất thế giới túc cầu nhé. Quả này thì xứng đáng ăn thẻ đỏ 100% rồi nha. Ai đời cả thầy và trò đều có những cái hành vi ối giời ôi để mà ngăn chặn đội bạn tấn công thế này. Cho luôn hai cái thẻ đỏ đi anh Tài. Thôi mình cứ vui vẻ mà rời sân thôi, thắc mắc nổi gì. Ôi bạn thủ môn ơi, làm ơn tuân thủ luật bóng đá giùm. Đã sai lè ra rồi mà vẫn còn thích phản ứng hả? Một cái thẻ vàng trước cho hà hỏa đi ha. Xong rồi cái gì nữa vậy trời? Đến lần thứ hai rồi mà vẫn loi choi cầm đèn chạy trước ô tô. Thế thì thôi, xin mời bạn ra ngoài sân nha. Tắm rửa sạch sẽ rồi lôi luật ra học lại. Học xong rồi mấy trận nữa quay lại bắt tiếp, ok? Tấm chiếu mới này có biết việc giật thẻ đỏ rồi giơ lên trước mặt trọng tài là khi quân phạm thượng không? Không biết sao, vậy thì đưa tấm thẻ đỏ đây và ra sân sám hối đi ha. Pha cosplay Neuer này xem ra dưới mức trung bình rồi, vừa bị ăn thẻ đỏ xong rồi để lại cho đội nhà thêm một quả phạt penalty nữa. Thôi lần sau năng lực có hạn thì mình cứ dùng tay để hoàn thành nhiệm vụ của một thủ môn trước nha ông thần. Huấn luyện viên lầy như thế này thì cách giải quyết sẽ là như thế nào ạ? Thì một tấm thẻ đỏ và lên khán đài theo dõi trận đấu tiếp thôi chứ sao nữa. Để ông dưới sân, ông lại tăng động phát nữa thì có mà chết cơm. À, cái thế này kiểu như là muốn tạo siêu phẩm giống Ibrahimovic đây mà. Nhưng mà phẩm này là phẩm màu nha thanh niên. Làm ăn không tới nơi tới chốn gì cả. Thẻ đỏ đi, quá mệt mỏi rồi. Suốt vỡ mặt người ta có chết không cơ chứ. Bây giờ đã đi đánh gục đối thủ, xong rồi còn dọa trọng tài hú hồn hú vía. Thế thì hỏi các con vợ là cha này có xứng đáng ăn thẻ đỏ không? Mặt đâm lê như vậy thì xứng đáng quá còn gì. Thôi ân xá, phạt hai thẻ vàng để giảm nhẹ án treo giò ha. Chịu cố lắm rồi đây. Cái gì cơ? Đánh cả phụ nữ à? Thôi thôi, tội nặng. Tội này là phải cho mài đũng quần dài dài. Trước mắt thì cứ nhận cái thẻ đỏ này đi. Nhưng mà chưa xong chuyện đâu nha. Hết trận còn xử lý tiếp. Cái đồ quỷ sứ, dám đụng thủ với con gái nhà lành. Cái này có phải là cố ý không đó, hay chỉ là vô tình thôi? Nhưng mà kệ đi, đóng thẳng bóng khiến cho vị vua áo đen phải nằm sân co ro thế này. Thì đi ra ngoài sân mà xin lỗi nha. Bác Tài dỗi rồi, có níu kéo cũng không thay đổi được gì đâu. Phòng ngự như thế này là chết dở rồi. Cứ phải thích kỷ viện cơ à. Xong bị lỗi lại còn chơi bài ôm trọn trái bóng, không cho ai chơi cùng mà. Phòng ngự đơn giản thế thì ai cũng thành ngôi sao hết á. Thẻ đỏ cho tỉnh giấc này anh bạn. Mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nếu như mà ông thủ môn kia không đấm chính đồng đội của mình.
Ủa hay, tức gì thì tức, người ta cũng cùng chung màu áo mà, làm cái gì mà phi thể thao vậy, bạo lực vậy thì chắc chắn là phải bị đuổi khỏi sân rồi, hình ảnh quá xấu xí mà. Lên tham gia tấn công nhưng mà vẫn không quên rằng mình là một thủ môn. Ý thức cao như vậy mới xứng tầm huyền thoại chứ. Nhưng mà Oliver Kahn ơi, bác làm thế là không có ổn đâu nha. Thuộc bài đấy nhưng mà thẻ đỏ cho tội thích phá cách ha. Đá cái sân nó ảo quá mà, cho nên huấn luyện viên với cầu thủ cứ loạn nhau hết. Rồi mắc gì ông chặn bóng tôi, xô xát rồi nha. Ai đầu têu ra vụ này thì mà tự giác nhận thẻ đỏ đi nha. Lại nữa rồi, ủa sao đồng đội là cứ phải đơm nhau vậy, xong lại còn phải để đối thủ ra càng nữa. Đừng đùa chứ mấy ông cục súc này, thích đánh nhau lắm hả? Thế thì mời cả hai anh ra sân, vào phòng thay đồ mà giải quyết đi ha. Nếu như mà là một thủ môn thì đây sẽ là một pha cứu thua xứng đáng được ca ngợi đến tận mây xanh. Cơ mà đối với các vị trí khác thì thôi, thẻ đỏ rồi, mời bạn ra khỏi sân cho hành động ấy. Còn trở thành tội đồ hay không, phụ thuộc vào quả 11m sau đó nữa. Thôi, ngồi ngoại khấn đối thủ xúc tạch đi là lại trở thành người hùng sếp ạ. Đánh giá cái quả băng liền quá trớn, xong rồi vẫn hồn nhiên giơ tay đón bóng của anh chàng thủ môn này. Nó là dễ thương, khen thế thôi, anh tài vào việc tặng cho ngài ấy tấm thẻ đỏ vì tội phạm luật thôi chứ nhỉ. Vừa rồi là những chiếc thẻ đỏ kỳ lạ và hài hước bậc nhất trên thế giới. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thú vị, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.